Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ lại chơi một tựa game lái xe nữa. Nhưng mà xe này là xe to hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nhé. Ok, vào rồi, bây giờ mình sẽ play luôn. Chọn xe này nhé. Đây là những thùng xe này. Skip luôn. Chọn cái đầu tiên này nhé. Yes. Rồi. Và số D lên này. Xem xe của mình đây. Ok, đi thế nào? Không có cái bản đồ ở đây. Mình thấy cái bản đồ này. Rồi đại lắm. Rồi. Cua, cua, cua. Nhưng mà trên không một mấy hả? Tổng đâu ta? Tôi sẽ tìm tổng. Tìm mới ra đó. Lùi lại nó nào. Khó quá nào. Xe này nó yếu quá các bạn ơi. Tại vì xe này nó nặng.
Ui, cái xe này. Ok. Xe này đi. Rồi. Đi luôn. Đây là cái bình ga thôi. Cái xe này. Không được đâu. Rồi, ok, xong rồi. Khá ngon. Cái xe này. Xe này đi. Đây lại là một cái mới rồi. Đó, vẫn đi được.